TSS Channel. Chương 4151, Chư thần vẫn lạc, Trường sinh bất tử giả nhập cục. Nhị Quân Thiên hai mắt sáng ngời, ngóng nhìn sâu trong tinh hải, thì thảo nói, thế giới thụ bị công phá, hàng tinh đều rơi xuống. Thanh Lộc Thần Vương nghe nói như thế, lông mày hơi nhíu lại. Nào ngờ quân đoàn hàng tinh kỵ sĩ được thế giới thụ ra chỉ lại bại nhanh như vậy. Đó không phải là tin tốt. Ba chi thần quân là nội tình trí cường của thần giới. Bất kỳ một nhánh nào bị diệt, đều là nỗi đau không thể thừa nhận của thần giới, chắc chắn sẽ dẫn phát cơn giận ngập trời của thủy tổ thần giới. Mộ dung chúa tể tự nhiên nhìn thấy cảnh tượng thảm thiết ở sâu trong tinh hải, quân đoàn hằng tinh kỵ sĩ cường giả như mây, thần vương thần tôn nhiều không đếm xuề, lại bị phong đô đại đế giết đến đầu người cuồn cuộn, máu như vẩy mực nhuộm hư không. Động thủ một tên cũng không để lại. Mộ dung chúa tể hướng thời không ảnh tử thần quân hạ lệnh, lập tức, đánh ra bách điều hành hương tổ phù, công về phía thạch kỷ nương nương. Từng con thiên địa thần điểu, phù văn ngưng tụ mà thành, ẩn chứa vô tận sát ý cùng năng lượng mênh mông, cùng vĩnh hằng hắc ám thủy tổ trật tự tràng va chạm cùng một chỗ. Hắc ám trường vực đường kính mấy ngàn vạn dặm thiêu đốt, giống như lò đồng thủy tổ dung luyện chúng sinh hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng quân đoàn hàng tinh kỵ sĩ tan tác lực lượng dưới thủy tổ thần giới tuyệt đối không phải đối thủ của đám người chỉ giao diêm vô thần phượng thải dực phong đô đại đế thời không ảnh tử thần quân nếu không thể kịp thời đuổi tới diêm la tộc thế giới thụ bên kia muốn xảy ra vấn đề lớn đến lúc đó vĩnh hằng chân tể cùng thần giới trường sinh bất tử giả tất nhiên đều phải bị ép phải nhập cuộc thần giới thuận phong cục đem biến thành nghịch phong cục. Phượng đế loan minh, tước ngâm quyên ngữ, vô số thần điểu xoay quanh cùng va chạm. Thạch kỳ nương nương chống đỡ vĩnh hằng hắc ám trật tự tràng, không ngừng bị áp xúc. Cùng lúc đó, mộ dung chúa tể còn dư lực, thi triển tinh thần lực đại thuật, thiên cơ thần phạt, hội tụ thiên địa chi khí mênh mông tinh hải, ngưng hóa thành một mảnh thiên cơ thần vân màu đỏ tía. Giao! 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 thủy tổ thần phạt trùm sáng, một đạo tiếp một đạo rơi xuống. Thanh lộc thần vương dựa vào tu vi bán tổ đỉnh phong, phóng thích tu la sát đạo quy tắc, hiển hóa ra, tu la tinh trụ giới, giới vực thần thông, cứng rắn khiêng một đạo thủy tổ thần phạt quang trụ. Giới vực tu la tinh trụ cao ngàn vạn dặm, âm ầm sụp đổ, chỉ chặn được mấy hơi thở. Thanh lộc thần vương hóa thành thân người, chỉ là dính vào một tia trùm sáng bí lực, cánh tay liền hơi hạt hóa nửa thân thể trở nên cháy đen mộ dung chúa tề hung hãn thủy tổ khủng bố vượt qua dự liệu của hắn không dám cứng rắn tiếp nhận thần phạt quang trụ nữa lập tức thi triển bí thuật thân pháp xuyên qua thời không né tránh chữ sát thần âm từ vô số thời không truyền đến thời không ảnh từ thần quân trên trăm đạo thần võ ấn ký hội tụ lại cùng một chỗ hóa thành một vòng sáng ngời đến cực điểm thần dương bên trong thần dương một kiện thần khí giống như chăng lưỡi liềm bay ra quỹ tích biến hóa khó lường khi thì uốn lượn khi thì biến mất nhị quân thiên cầm trong tay một thanh chiến binh rất giống khai thiên việt bắt được kiện thần khí này vung ra ngoài ầm ầm lưỡng khí tương kích năng lượng gió lốc phát tiết ra đem trong hư không lúc trước thạch kỷ nương nương triệu hoán mà đến mấy ngàn vạn ngôi sao chấn nát vô số thần khí thứ hai và thứ ba của thời không ảnh tử thần quân nối gót tới thanh lộc thần vương và nhị quân thiên đánh có chút mệt mỏi chật vật không chịu nổi ứng đối với thủy tổ thần phạt quang trụ tiếp tục đánh như vậy thanh lộc thần vương cùng nhị quân thiên vì tự vệ chỉ có thể bỏ thạch kỷ nương nương bỏ chạy thạch kỷ nương nương tự biết không thể tiếp tục bảo trì thế thủ vì thế thúc giục yêu ham đánh về phía phù nhãn bách điều hành hương tổ phù bên ngoài trật tự thủy tổ hai cỗ lực lượng cấp thủy tổ đụng nhau, tạo thành năng lượng rung động, đem thanh lộc thần vương, nhị quân thiên, thời không ảnh tử thần quân chỗ ở không gian chuyển rời ra ngoài mấy tỷ dặm. Người rốt cục chịu đi ra. Mộ dung chúa tể mừng rỡ. Thần giới bại vong sắp tới, ta hiện tại không đi ra, còn đợi đến khi nào? Thạch kỷ nương nương chân dẫm lên một mảnh lãnh thổ hắc ám vĩnh hằng bao la, đỉnh đầu minh diệu sáng lạn thời gian thần hải cầm trong tay thiên ma thạch đao có một loại phong thái tuyệt thế đầu đội trời chân đạp đất muốn chết mộ dung chúa tể biết tình thế đối với thần giới rất bất lợi bởi vậy không hề bảo thủ như lúc trước lấy phù y hộ thể chân đạp ngân hà tiến sát thạch kỷ nương nương thạch kỷ nương nương cảm nhận được uy áp khủng bố tỏa ra từ trên người mộ dung chúa tể giống như toàn bộ vũ trụ đều đang xoay chuyển áp tới nàng nhị quân thiên thanh lộc thần vương mau rút lui thạch kỳ nương nương thần sắc ngưng trọng truyền âm đi ra ngoài rút đi đâu mộ dung chúa tể hai tay nâng lên vân tụ tung bay giống to một tiếng tam giới thập phương tùy tâm ý của ta trận khởi tam giới thập phương thủy tổ sát trận ngàn tỷ dặm tinh không làm trận bàn bao gồm chân thật vũ trụ ly hận thiên hư vô thế giới tam giới từ ngoài vào trong trùng trùng điệp điệp hướng ba người nghiền ép mà đến tinh hải cuồn cuộn như sóng lớn cùng thủy tổ trận pháp minh văn hỗn hợp cùng một chỗ bẻ gãy nghiền nát rung trời động đất đây là một tòa thủy tổ sát trận chân chính lão thất phu này thực lực hung hãn trận pháp cùng phù đạo tạo nghệ đều cao minh tới cực điểm thanh lộc thần vương sắc mặt thay đổi nhị quân thiên mắt sáng như đuốc nhìn quanh bốn phía nói thời không ảnh tử thần quân cũng ở trong sát trận co rút chiến tuyến hướng chúng ta trấn áp mà đến Thanh lộc thần vương nhìn về phía thạch kỷ nương nương, đem hy vọng ký thác vào trên người nàng. Thạch kỷ nương nương đang muốn thi triển thần thông, lại nhạy bén nhận ra nguy hiểm. Giao, mộ dung chúa tể không biết sử dụng thủ đoạn gì, vượt qua không gian, dung hóa trật tự thủy tổ của nàng, đụng xuyên thời gian thần hải, đến gần trong vòng trăm trưởng. Người tinh thông thời gian chi đạo, lão phu cũng tinh thông. Phàm là thủy tổ, há có thể bị trói buộc với thời gian bước thêm một bước mộ dung chúa tể đã tới trước người thạch kỷ nương nương vung tay vỗ xuống ai có thể nghĩ đến một vị tinh thần lực thủy tổ dám tới gần giao phong lấy thân thể ứng địch đây là cỡ nào không có đem thạch kỷ nương nương cái này giả tổ để vào mắt thạch kỷ nương nương vung đao chém ra thần đao nặng nề như đại giới đao phong mang theo một tầng ma vân xé rách tam giới mộ dung chúa tể hồn nhiên không sợ lấy bàn tay đón lấy lưỡi dao đem một đao thạch kỷ nương nương toàn lực ứng phó hóa giải vô hình đồng thời lòng bàn tay của hắn tuôn ra ngàn vạn đạo hủy diệt thần thông dọc theo thiên ma thạch đao rơi xuống trên người thạch kỷ nương nương trường tâm trận thạch kỷ nương nương lui về phía sau một bước kéo dài khoảng cách mấy chục vạn dặm dưới chân vĩnh hằng hắc ám cương vực dâng lên một tòa sơn lĩnh cao ngất ngăn trở mộ dung chúa tể trưởng tâm trận tuôn ra hủy diệt thần thông. Chính là vô gian lĩnh của Hắc Ám Chi Uyên. Thạch Kỷ nương nương liếc mắt nhìn, tam giới thập phương sát trận, từ bốn phương tám hướng áp chế mà đến, lông mày màu đỏ thẫm hình dạng hồ điệp lấp lánh, quy tắc thủy tổ cùng thủy tổ thần khí giống như tinh vân khuếch tán ra ngoài. Vô gian thế giới. Vô gian thế giới này không có không gian, cũng không có thời gian chính là bí cảnh lúc trước vây chết không ấn tuyết. Bị thạch kỳ nương nương thu, trở thành một bộ phận của thủy tổ thế giới. Chống đỡ vô gian thế giới, rốt cục ngăn trở không ngừng đè ép không gian sinh tồn của bọn họ, tam giới thập phương sát trần. Âm âm, mộ dung chúa tể phá vỡ vô gian lĩnh, từng bước đạp nát vĩnh hằng hắc ám cương vực, ánh mắt lạnh lùng đạm mạc, nói, tiếp tục chiến đấu, bất quá chỉ là dẫy chết, cho dù không kích nổ hai đạo tổ phù các ngươi cũng phải chết không thể nghi ngờ. Các ngươi chống đỡ được nửa ngày sao? Thạch kỷ nương nương đứng ở trung tâm vô gian thế giới, trên người hào quang vạn trượng, nói, chống đỡ đến khi chi thần quân thứ hai của thần giới bị đánh tan là đủ rồi, theo ta thấy, căn bản không cần nửa ngày. Ta thấy ngươi quá tự tin rồi. Mộ dung chúa tể đem, bách điều hành hương tổ phù, đánh ra, ngay sau đó thân hình bạo lui, lui qua một mảnh lại một mảnh không gian lùi mãi đến bên ngoài tam giới thập phương sát trận, muốn kích nổ tổ phù, tốc chiến tốc thắng. Diêm La tộc thế giới thụ không thể hoàn toàn bảo vệ, chịu bán tổ cấp chiến đấu ba động trùng kích, hơn 10 tòa diệp thế giới hủy diệt, ngay cả thân cây cũng xuất hiện tổn thương. Toàn bộ tinh không đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Không chỉ là những chúng sinh trên thế giới thụ của Diêm La tộc, thần linh chết cũng là vô số kể. Phong đô quỷ thành chỗ ở thế giới thụ quả thực vô cùng thê thảm đã từng có cỡ nào to lớn tráng lệ hôm nay liền có cỡ nào tàn phá tất cả diệp thế giới tọa kỵ hàng tinh của quân đoàn hàng tinh kỵ sĩ cùng nhau điêu linh thế giới thụ trở nên trụi lùi ngay cả phong đô quỷ thành cũng chia năm xẻ bảy các loại mảnh vỡ thế giới thành trì phế tích phiêu phù ở trong mảnh hư không có hạn này trận chiến nổ ra ở mọi hướng Nộ Thiên Thần Tôn khống chế Bất Động Minh Vương Đại Tôn 27 trọng thiên vũ thế giới cùng Minh Hà, cùng ẩn thi không ngừng va chạm, đem hắn bức đến liên tiếp bại lui, căn bản không cách nào tới gần Diêm La tộc thế giới thủ. Vấn Thiên Quân đấu pháp với Thủy Tổ Dạ Xoa Vương, càng đánh càng xa. Hai người phóng thích ra bán tổ quy tắc, giống như thủy triều sóng lớn đối xung, chỗ đi qua, đại thế giới hủy diệt, tinh thần vỡ vụn, căn bản thu không được dừng tay. Hung hiểm nhất là thái cổ sinh linh cùng vĩnh chú thiên công đấu pháp tử thương thảm thiết chân nhất lão tộc hoàng bị vĩnh chú đánh chết tất cả thần cốt đều bị đoạt đi nguyên đạo lão tộc hoàng ngã xuống trong thần nguyên tự bạo làm thiên công bị thương nặng thiên công thì chết dưới kiếm trì dao máu thủy tổ bị tích huyết kiếm hấp thu hầu như không còn kiếm thể đỏ tươi ướt át trì dao đem thời không hỗn độn liên đánh ở mi tâm thi thể thiên công Dễ hoa sen xuyên qua thủy tổ thần hải, cắm dễ trên thần nguyên Si si, thời không hỗn độn liên hấp thu thần khí thủy tổ ẩn chứa thần nguyên Theo đó điên cuồng sinh trường, trong từng cánh hoa trong suốt, phóng thích ra thần khí hỗn độn thủy tổ Chỉ giao cùng táng kim bạch hổ đứng ở trung tâm thời không hỗn độn liên, khống chế thi thể khổng lồ của thiên công Một bên hấp thu thần khí hỗn độn thủy tổ, một bên chạy về phía thế giới thụ của diêm la tộc Chiến trường ở đó rất nguy cấp. Thân thể Diêm Vô Thần bị Thi Yểm sử dụng Vu đỉnh và Hồng đỉnh đánh nát hai lần. Nhưng tử chiến không lùi, ý chí chiến đấu kiên định như thần thiết, vẫn chắn Thi Yểm ở bên ngoài thế giới thụ. Hắc Ám Tôn Chủ cố ý thả Thi Yểm tiến vào thế giới thụ, bởi vậy, cũng không toàn lực ứng phó, chỉ thỉnh thoảng đánh ra lôi thần chùy. Chỉ giao hô hấp thổ nạp, hấp thu thời không hỗn độn liên chuyển hóa mà đến hỗn độn thủy tổ thần khí lúc trước bị một vị bất diệt vô lượng đỉnh phong trong hàng tinh kỵ sĩ thần quân tự bạo thần nguyên đã thương. Đang nhanh chóng khôi phục. Thần quân kỵ sĩ hàng tinh cũng không biết có phải bị tinh thần lực vĩnh hằng chân tể khống chế hay không. Mỗi một người đều dũng mãnh không sợ chết, chừng hơn 10 vị tự bạo thần nguyên thành công. Chỉ Giao và Phong Đô Đại Đế đều bị thương nặng. Phong Đô Đại Đế bị thương nặng hơn chỉ Giao ngay cả bán tổ quỷ thể cũng bị năng lượng hủy diệt tự bạo thần nguyên đánh nát thành sương mù. Không có ngàn năm thời gian tĩnh dưỡng, mơ tưởng khôi phục lại đã từng đỉnh phong trạng thái. Chút thương thế này, đối với bán tổ đỉnh phong mà nói, đương nhiên không tính là gì. Nhưng ảnh hưởng đối với trùng kích thủy tổ lại tương đối to lớn. Chỉ giao cảm thấy tiếc cho phong đô đại đế. Nàng, phong đô đại đế, diêm vô thần những tu sĩ có cơ hội trùng kích thủy tổ, trước mắt có hai đại quan. Cửa thứ nhất là tiểu lượng kiếp. Tiểu lượng kiếp này cũng có thể gọi là quyết chiến với thần giới, người chết ta sống với trường sinh bất tử giả. Cửa ải này lửa xém lông mày, ngay trước mắt. Trước khi quyết chiến, phá cảnh thủy tổ mới có ý nghĩa, mới có thể có tác dụng quyết định trên chiến trường, trở thành người đứng đầu thứ ba sau Trương Nhược Trần và Thiên Mỗ. Ngược lại, tu sĩ càng có cơ hội trùng kích thủy tổ, xác suất chết trên chiến trường càng lớn cửa thứ hai là đại lượng kiếp đại lượng kiếp nạn mấy vạn năm sau sẽ đến chỉ có trở thành thủy tổ cơ hội sống sót mới lớn hơn coi như vượt qua cửa thứ nhất muốn trong mấy vạn năm lần thứ hai trùng kích thủy tổ độ khó đâu chỉ là tăng gấp bội vĩnh hằng chân tề còn không ra tay hắn rốt cuộc đang mưu đồ cái gì táng kim bạch hồ thật là tò mò chỉ giao nói hắn đang đợi diêm vô thần hoàn toàn bị đánh tan chờ thi yểm xong vào thế giới thụ chỉ có như vậy hắn mới có mười phần lý do tiến vào thế giới thụ đối phó thi yểm đồng thời tiêu diệt diêm la tộc bất quá bất quá cái gì táng kim bạch hồ hỏi chỉ giao ánh mắt do dự vĩnh hằng chân tề như vậy đa mưu túc trí tồn tại hắn chân thật mục đích có dễ dàng như vậy bị người đoán được có lẽ hắn muốn nhân cơ hội diệt trừ ngươi và diêm vô thần. Đương nhiên, cũng bao gồm thanh long và ta. Táng kim bạch hổ suy đoán. Sợ không đơn giản như vậy. Chỉ giao cân nhắc chốc lát, nhìn thoáng qua 12 vận mệnh chi môn trong tinh không xa xa, nói, cũng không cần lo lắng nhiều, đế trần nhất định ở nơi nào đó nhìn chằm chằm, sẽ giúp chúng ta giải quyết tai họa ngầm. Vô luận vĩnh hằng chân tể mưu đồ cái gì, đợi thế giới thụ thứ hai bị công phá, hắn nhất định sẽ ra tay đến lúc đó tự nhiên sẽ lộ ra mục đích cũng đúng chúng ta cân nhắc vĩnh hằng chân tể loại này cấp độ nhân vật làm gì đó là đế trần đối thủ là đế trần nên cân nhắc sự tỉnh táng kim bạch hồ nói sau khi ẩn thi rời khỏi vận mệnh thần vực chiến lực của thần phù quân liền trượt xuống một mảng lớn may mắn phù soái nghe khuyên không có dẫn dắt thần phù quân lao ra khỏi thế giới thụ nếu không Sớm đã bị vận mệnh 12 tướng thần trận bên trong địa mục giới chư thần đánh tan Phượng Thiên đứng ở tử vong chi môn, chủ trì trận pháp Còn lại 11 môn chấn thủ giả Theo thứ tự là mệnh cốt, bất tử chiến thần, huyết tuyệt tộc trường, băng hoàng, tuyệt diệu thiền nữ, phù huyền táng, thất đại nhân, huyết đồ, nghê tuyên bắc sư, vô ngã đăng, thạch thiên Tu vi yếu nhất, cũng là bất diệt vô lượng Ngoài ra còn có rất nhiều thần vương thần tôn cùng đại thần. Cho dù là thủy tổ cũng có thể đứng vững. Bất tử chiến thần hiểu rõ, nói, chiến lực của thần phù quân dường như yếu đi một chút. Thần phù quân số lượng quân sĩ tuy nhiều, nhưng tu vi bình quân lại không bằng hàng cổ kỵ sĩ quân đoàn, làm sao có thể chống đỡ thời gian dài thủy tổ cấp quyết đấu. Huyết tuyệt tộc trưởng đã sớm không muốn ở trong trận pháp, một chút cũng không sảng khoái rất muốn đại sát tứ phương như phong đô đại đế, nói, phượng thải rực, còn che giấu cái gì? Toàn lực ứng phó đi, phá hủy thế giới thủ, đoạt lại vận mệnh thần vực. Hắn thế nhưng là biết, trước khi đi trương nhược trần cho phượng thiên thư gì, tuyệt đối cất giấu đại sát khí. Vận dụng yêu tổ lĩnh, dùng lực lượng yêu tổ nghiền qua. Ta không tin, chư thiên địa ngục giới chúng ta hợp lực, còn không phá hủy được một gốc cây thế giới thủ mệnh cốt càng thêm cuồng bạo, muốn san bằng thế giới thụ. Một đám mãng phu, các ngươi đây là giết địch một ngàn tự tổn tám trăm. Bất tử chiến thần thật sự nhìn không nổi, lập tức can gián, muốn đánh bại thần phù quân không phải việc gì khó, mấu chốt ở chỗ, công phá thế giới thụ trên ngàn vạn tòa cổ chi trận pháp. Phượng Thiên, ngươi là vận mệnh thần điện điện chủ, cây thế giới thụ này phòng ngự nhược điểm ngươi rõ ràng nhất. Ngươi nói đánh nơi nào? Đúng là đến lúc đó. Trong tử vong chi môn truyền ra âm thanh sâu kín của Phượng Thiên. Vận mệnh 12 tướng thần trận bên trong, vô số ánh mắt nhìn qua. Chỉ thấy, Phượng Thiên tuyệt mỹ thân hình đường nét, tại trên tử vong chi môn hiện ra, một nửa bóng ma, một nửa sáng rực. Nàng lấy ra một cái đồng thau cổ đỉnh. Là thiên đỉnh. Thật tốt quá, nguyên lai đế trần sớm có dự liệu, đem vận mệnh đỉnh giao cho Phượng Thiên thần phù quân há có bất bại chi lý. Chư thần địa ngục giới mừng rỡ, đều hiểu Phượng Thiên muốn gì. Nên biết, cửu đỉnh huyền diệu khó lường, trận pháp cũng không cách nào ngăn cách nó đối với thiên địa quy tắc cùng thiên địa khí điều động. Trước đây ở thiên đường giới, thì yểm chính là sử dụng vu đỉnh, hồng đỉnh, trụ đỉnh, vượt qua vạn giới đại trận và hộ giới đại trận, điều động quy tắc vu đạo, quy tắc chân lý, quy tắc thời gian, cùng với khí trời, ngưng tụ thành ba loại thần thông đại pháp, suýt nữa từ bên trong đem thiên đường giới diệt giới. Vận mệnh thần vực chỗ ở thế giới thủ, nhiều nhất chính là vận mệnh quy tắc. Không chỉ có trong thiên địa vận mệnh quy tắc, còn có vận mệnh thần điện các đời thần linh lưu lại vận mệnh quy tắc thần văn. Phượng thiên dù sao cũng không phải thủy tổ, vận dụng cửu đỉnh không bằng thi yểm. Đổi lại ẩn thi còn đang chấn thủ vận mệnh thiên vực, nàng tự nhiên là không có bao nhiêu nắm chắc nhưng hiện tại ẩn thi rời đi, thần phù quân lộ rõ vẻ mệt mỏi, có thể nói thời cơ tuyệt hảo. Không diệt pháp nhất, phượng thiên diễn hóa đại đạo, làm cho 12 vận mệnh chi môn hội tụ, chồng lên nhau. Vận mệnh 12 môn hợp nhất, nàng đứng ở trung tâm của vận mệnh chi môn duy nhất này, điều động thần khí thủy tổ và quy tắc thủy tổ trong mệnh tổ thần nguyên, đánh vào thiên đỉnh. Bên trong vận mệnh chi môn, địa ngục giới chư thần lực lượng, tất cả đều theo tràn vào thiên đỉnh. Trong phút chốc, đối diện tinh không bên trong thế giới thủ, tất cả vận mệnh quy tắc trở nên sinh động, tiện đà giống như bách xuyên hội lưu bình thường tuôn về phía đỉnh nhất vận mệnh thần vực. Không tốt, là thiên đỉnh, chấn áp những quy tắc vận mệnh này cho ta. Phù xuất dẫn đầu ý thức được không ổn, lập tức chỉ huy hắc long phù thú dài đến mấy trăm triệu dặm, bất chấp tất cả, công kích phượng thiên thần phù quân căn bản không chấn áp được quy tắc vận mệnh xô trào. Những quy tắc vận mệnh này, trên bầu trời vận mệnh thần vực ngưng tụ thành quyển thứ bảy vận mệnh thiên thư. Phía trên mỗi một cái văn tự, đều là vận mệnh thần điện trong lịch sử một vị thần linh lưu lại quy tắc thần văn ngưng tụ mà thành, đại biểu cho một loại thần đạo. Oanh! Quyển thiên thư này hạ xuống, một kích đập vỡ phù xuất cảnh giới bán tổ thành bùn máu hắc long phù thú dài mấy trăm triệu dặm kia, mất đi khống chế, giống như con ruồi không đầu ở trong hư không giống giận cùng va chạm loạn. Phượng Thiên vung tay áo lên, sáu quyển vận mệnh thiên thư bay ra ngoài, rơi xuống sáu bộ vị trọng yếu trên người hắc long phù thú, muốn mượn lực lượng vận mệnh thu phục. Phù suốt bị đánh phế rồi, giết, giết hết thần phù quân. Huyết tuyệt tộc trưởng là người đầu tiên lao ra khỏi vận mệnh chi môn, bay về phía vận mệnh thần vực. Từng tôn thần linh địa ngục giới theo sát mà lên. Cẩn thận một chút, để phòng bọn họ tự bạo thần nguyên. Lúc thật muốn lên, mệnh cốt lại sợ hãi, xa xa treo ở phía sau cùng. Sợ cái gì? Nơi đó là địa bàn của vận mệnh thần điện, bản cung chủ có thể điều động quy tắc vận mệnh áp chế tinh thần ý chí tự bạo của bọn họ. Huyết đồ rất cuồng, cũng rất kích động, cảm thấy đây là đại cơ duyên trời ban, có thể nốt rất nhiều huyết của thần linh đứng đầu có người kích động, tự nhiên cũng có người lo lắng. Băng Hoàng, tuyệt diệu thiền nữ, thạch thiên, phù huyền táng đám người, cùng nhau đi lên yêu tổ lĩnh. Cùng Phượng Thiên hội hợp, ánh mắt bọn họ, khi thì nhìn về vận mệnh thần vực chỗ thế giới thủ, khi thì nhìn về diêm la tộc chỗ thế giới thủ, vô cùng kiêng kỵ, giống như đang chờ đợi cái gì. Trương Nhược Trần ngồi bên bờ tam đồ hà thả câu, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén cả người giống như một con báo thần sắp đi săn. Không gian đều hơi bị động lại. Đằng sau, ma âm khẩn trương lên, nói, cây thế giới thủ thứ hai lại bị công phá như vậy, vĩnh hằng chân tể nhất định phải xuất thủ. Ánh mắt trương nhược trần, chợt từ mặt nước rời đi, nhìn về phía ly hận thiên đỉnh cao nhất vĩnh hằng thiên quốc. 72 tầng tháp lay động một chút. Lập tức, toàn bộ vũ trụ đều lắc lư theo. Đợi ma âm tu thần thiên thần, ma điệp công chúa, lão tử quỷ, liễm hy nhìn về vĩnh hằng thiên quốc thời điểm, lại phát hiện 72 tầng tháp đã biến mất không thấy. Trương Nhược Trần bỗng nhiên đứng dậy, cả người giống như thiên địa dãy núi, khí thế hùng vĩ mà bá đạo, lẩm bẩm, người rốt cục mắc câu rồi. Ở đây mấy người khác, bị trên người hắn tự nhiên toát ra khủng bố khí tràng, ép đến quỳ một gối xuống đất. Âm âm. 72 tầng tháp đè sập một tầng không gian, xuất hiện đến chiến trường mộ dung chúa tể cùng thạch kỳ nương nương quyết đấu, vẻn vẹn một kích, nhị quân thiên liền hóa thành một đoàn huyết vụ, bán tổ thần hồn bị đè thành mảnh nhỏ. Thanh lộc thần vương sợ tới mức toàn thân xù lông, thiêu đốt thọ nguyên và máu, cướp đường bỏ chạy. Âm âm, 72 tầng tháp xoay chuyển lăn lộn, trong vũ trụ hết thảy quy tắc đều bị nghiền nát. Thanh lộc thần vương thấy căn bản trốn không thoát, trong miệng gào thét một tiếng, điều động lực lượng toàn thân, đánh ra, ấn ký thủy tổ Atula. 72 tầng tháp ở trước mắt hắn, càng lúc càng to lớn. Còn chưa tới, 72 tầng tháp tản ra lực lượng khí tức, liền chấn nát thanh lộc thần vương tinh thần ý chí, trong tay chống lên, Atula thủy tổ ấn ký, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Thình thịch, 72 tầng tháp nghiền qua, thời không vỡ tan, chỉ còn lại từng đợt huyết vụ thanh lộc thần vương ngay cả thần nguyên và thần cốt cũng hóa thành bột mịn và hạt. 72 tầng tháp 72 đạo cửa tháp, nhanh chóng hấp thu nhị quân thiên cùng thanh lộc thần vương sau khi chết lưu lại huyết khí, bán tổ vật chất, áo nghĩa, hồn linh mảnh vỡ. Thạch kỳ nương nương cách xa nhau hàng tỷ dặm, đều có thể cảm nhận được uy áp khủng bố của 72 tầng tháp, sắc mặt đã tái nhợt đến cực hạn. Giết bán tổ đỉnh phong, như giết heo chó. Căn bản không cần kích lần thứ hai. Nhìn 72 tầng tháp bay về phía mình, sự sợ hãi trong lòng thạch kỳ nương nương, quả thực muốn che kín toàn bộ đạo tâm. Đây là dấu hiệu tinh thần ý chí bị đè bẹp. Thạch kỳ, lúc trước đều khuyên ngươi đừng dãy rụa vô vị, hiện tại đã muộn. Dưới 72 tầng tháp, thủy tổ cũng phải diệt sát. Mộ dung chúa tể thấy 72 tầng tháp xuất hiện, liền biết diêm la tộc chiến trường khẳng định đã xảy ra biến cố trọng đại dự định dẫn dắt thời không ảnh tử thần quân lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Về phần Thạch Kỳ nương nương, đã là một người chết, nhìn cũng lười quay đầu nhìn một cái. Thạch Kỳ nương nương dùng thủy tổ thần hồn, đối kháng với lực lượng công kích ý chí tinh thần bộc phát ra từ 72 tầng tháp, bên tai chợt vang lên tiếng sáo du dương, áp lực trên người nhẹ nhàng. Cô nương đến rồi. Thạch Kỳ nương nương nhìn về phía tinh không. Trong tiếng sáo quân sĩ thời không ảnh từ thần quân từ các thời gian và không gian khác nhau rơi xuống từng cái đều không có sóng sinh mạnh tiếng sáo không biết là từ nơi nào truyền đến vừa giống đến từ cổ xưa thái sơ lại giống đại lượng kiếp hạ tận thế dư âm vốn là du dương dễ nghe nhưng lại làm cho màng nhĩ mộ dung chúa tể phồng lên đau đầu muốn nứt thần tâm giống như vạn mũi tên xuyên thủng vô luận ngăn cản như thế nào cũng không thể thoát khỏi Trương Nhược Trần hai tay đặt sau lưng, yên lặng quan sát không gian bị tiếng sáo thổi ra tầng tầng nếp nhăn kia, lẩm bẩm, quả nhiên chỉ có chờ các ngươi tổn thất nặng nề, mới có thể bức các ngươi ra tay, mới có thể dẫn các ngươi vào cuộc. Trương Nhược Trần không muốn làm quân cờ của trường sinh bất tử giả, không muốn bị lợi dụng, cũng chỉ có thể lấy định lực tuyệt đối, bức trường sinh bất tử giả quyết đấu trước một bước. Cũng may Diêm Vô Thần, Trì Giao, Phượng Thiên, phong đô đại đế bọn họ cũng đủ kiên cường, gánh vác áp lực của thần giới, ngược lại đem thần giới giết đến tan tác. Nếu bọn họ bại trước, diêm la tộc thế giới thụ bị công phá, trương nhược trần cũng chỉ có thể bị ép xuất thủ, bị ép làm trường sinh bất tử giả trong tay chi đao. Giờ phút này, người bị 72 tầng tháp rơi xuống, chính là hắn. Đương nhiên, nếu như có thể, minh tổ, chưa chết càng để ý chính là thi yểm. Dưới sự bức bách của thần giới, để thi yểm đánh vào thế giới thụ của Diêm La tộc, Trương Nhược Trần tất nhiên sẽ ra tay. Đến lúc đó, chính là thần giới được lợi, ngồi xem Trương Nhược Trần cùng Minh Tổ đấu pháp. Trận đấu ba bên này, ai ra tay trước, người đó thua trước một nửa. Hết chương 4151 rồi ạ. À. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.